thiệt. Thì đúng rồi. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu, nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vì thế chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu, nhưng người ở nhường gì không? Hơi phiền em cho anh hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi. Em không thích cái thứ kiện hả? 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết đẹp đẹp không Kim? Đẹp mà. Dạ. Thấy bức ảnh đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp không em? Đẹp chị. Và sau hôm nay ta thành đôi rồi. Chạm mắt nhau anh đã biết ta thuộc về nhau rồi.